cá bón thủng đi là nó thu lưới. Tưởng bỏ nhau đi rồi. Em còn ghế đâu, để anh em ngồi á. Vợ chồng là sắm mít cỏ như kiến nữa đi. Ông cái nó nghèo đâu dám mới nước cao sáng. Làm lên nước chè trước đấy. Hello, chào bạn nha. Nay chúng tôi đi chơi nhà của người Tài. Các bạn cùng tôi đi xem phong cách tiếp rượu và tiếp khách của người Tài ở miền Bắc nhá. Đây là cái quán của người Tài, cái quán cái nhà của họ. Và chúng tôi vừa mới đến đây, chủ quán đang pha nước tiếp nước. Thì vì vấn đề thuyết trình mới làm video rồi họ cũng biết là mình quay hay không, nên là và thuyết trình trước mình ra ngoài đây nói sẽ quay vào đây một triệu nước. Quay đêm đây là khung cảnh của xóm Ba Đỏ, nhà ở Ba Lạc tỉnh các bạn. Đây có cái đà này, cái đà cái xa xa kia là cái ngọn núi Phan Giang, đỉnh của núi Phan Giang, mình đã được leo đến đây. Đây là cái quán ngõ. Bên đây là đường đi. Phía trên kia là cái điểm trường của cái phường xã này. Đấy là nhà sàn người Tài. Mình sẽ quay cái nhà sàn rất là nhiều trong cái trên kênh miền núi của mình. Các bạn có ghé thăm theo dõi thì ủng hộ mình nhá. Xem được thì ủng hộ mình nhá. Vòng nha, rồi vào chơi uống nước. Khi vào chơi uống nước mình không tiện thuyết trình nha, mình chỉ quay video xem cái phong tục tập quán người Tài mời rượu nha, uống rượu nhau nha, uống nước nào nha, uống nước nha, mời rượu nhau nước nhá, uống nhau nước nhá. Im tinh anh cứ quay để em xem mời đây này tiên uống nữa đấy không hay là mời thắm vào mồm mày không đấy hả. Người ta nói là nhất triệu khê nhì là làm quê không? Đấy, chào nhất triệu khê mà. Anh nghe cái bài này. Em bảo chưa, ta chơi anh chưa. Nếu mà bác mà nghe cái bài này, một mình ta nghe bác xuống luôn. Thay mặt em suốt rồi. Rồi. Lại ngấm nó. Kinh khủng thiết luôn. Sâu vào lòng người. Thank you.
nhạc nó đó. Thì ba đó. Có tâm sự rồi đúng không? Chưa cha cháu. Ăn lắm. Cái thời chưa phải mở. Đây. À, thời tiết phải mở. Cái này là lô man luôn. Đây nào. Nhi, năm mới nhá, chúc đại gia đình làm ăn phát đạt nhá. Nào, mời nhé. Đấy, nhà bạn bằng nghề uống chè bằng cốc. Chè cốc nhé, uống rượu bằng chén nhé. Cứ tưởng là uống chè bằng chén, uống rượu bằng cốc. Chứ đâu uống chè bằng cốc, uống rượu bằng chén. Khỏe nhá. Đến nhà anh. Cái bài này rồi phụ mà là tới rồi à chơi à anh em chén đầu chưa đi mua chỗ khác mấy chén đấy mấy chén ăn đấy nhìn tưởng được hai cái áo cho thằng năng lên lúc chị chơi lên hai lúc lúc khả tăng lúc khả tăng lên mi lúc khả tăng bùng cái nó chạy thẳng mưa đấy ảo tình lúc lả lên mi hơi ngồi xe về làm hỏi nữa ngồi tắm nước nha mi chưa tẹt ảo mưa rồi lấy tiền ra để đăng tưởng tượng mưa
đợi thùng nó hàng là hẳn được rồi. Rồi, rồi, rồi. Mùi ngon. Mùi ngon để đưa mà. Đi em xem bằng nhau. Rồi. Rồi nhá. Cảm ơn nhá. Anh, anh chị. Anh, mời em. Anh ơi. À vâng, bây giờ là Tết nhà nhá. Lên lên đến nhà mình là không có nhiều ăn uống. Bạn ơi có tất cả như thế. Nói chung là không có nhiều. Tớ quá là kinh phạm rồi. Không có cái gì ôi và ly rượu mà rượu lại nó lại khác lên màu. Ha ha. Là mời nhá. Ê, yeah. Chúc mọi điều tốt đẹp nhá. Em uống trước rồi. Ê, mày. Cạch bà em uống rồi. Lên lên nhà mình nó không có gì. Lành gặp lành nhỉ. Lành gặp lành là đâu rồi tớ. Có đầy đủ hết. Không có cái gì nữa đúng không? Thôi bằng ơi, nhá. À, chúc mừng rất đẹp nhá. Cảm ơn á. Cứ như thế nào là em có đấy không? Em về em đổi con xe. Có thể là tí nữa em về cũng đổi, nhưng mai em cũng đổi con xe với nhé, vợ ở theo bàn. Cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Em lấy con xe xong là đi qua xong đây là đi theo chị này lên là em đủ châu rồi. Hello, chào bạn nhé. Chúng tôi đang bản thân tôi cũng giống như mọi người đã có rượu rồi, nên ra là video nó không được hay và lịch sự đâu. Đấy, chỉ là quay những cái phong tục tập quán nó gọi là một cách chân thật nhất.
đấy là những gì nó diễn ra ở cái miền núi quê tôi đang ở này, diễn ra hàng ngày từng giờ, kể cả trong Tết, trước Tết và sau Tết nó cũng đều như thế. Và đây là những là nét văn hóa của chúng tôi. Tôi chia sẻ chân thật như vậy. Các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ tôi. Hẹn gặp lại và nhớ đăng ký ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại, nhớ đăng ký ủng hộ tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cuộc diễn khác nha. Video không hay, chưa hay, có cái gì các bạn hãy comment bên dưới cái video này để tôi được sửa chữa, để tôi được quay những cái điều nó cũng cuộc sống ở đây thôi, nhưng mà nó gọi là hay hơn chẳng hạn. Xin chào, cảm ơn nhá, đăng ký ủng hộ tôi nhá, bye bye nhá.